Mới đây một clip về một chiếc ô tô đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì bất ngờ va chạm với một bà cụ băng qua đường đột ngột. Sau khi clip được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng lỗi thuộc về bà cụ vì đi bộ cắt ngang trên tuyến đường cao tốc, nhưng cũng có một số ý kiến khác đặt vấn đề về lỗi do những người đi xe ô tô xả rác như là chai bình nhựa nên mới có người đi nhặt. Một số nhận định cho rằng trong trường hợp này, nếu xét về luật thì lái xe không phải chịu trách nhiệm gì. Ngoài ra, người đi bộ phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại về vật chất hay là tinh thần cho người lái xe. Trong trường hợp người đi bộ không may tử vong, gia đình người đi bộ đó phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả do người đi bộ gây ra. Trừ trường hợp tài xế đi quá tốc độ cho phép thì cũng sẽ bị xử lý. Được biết, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 6 tháng 5 khi bà cụ nhặt ve chai trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Sau vụ việc, bà cụ đã được đưa vào bệnh viện.